Chào các bạn nhá. Hôm nay mình đang đi ra một vườn rau của ông chú. Đang quay cho các bạn xem một vườn rau. Mình gọi là nông dân làm rau nhá. Quay cho các bạn xem. Đây, hello các bạn. Đây em quay cho các bác xem nhá. Quay cho các bác xem vườn rau. Rau ở xã Xuân Phú. Đấy. Rất là đẹp. Đây là rau cải cay nha các bác nhé. Đây. Rất là xanh và đẹp. Trồng bạt ngàn. Đây là vào làng trồng rau nhé. Đây là trên hệ thống trên vườn, như vậy người làm vườn là người ta đã găm hết những cái ống cái bếp rồi đấy các bác nhé. Bếp này là bếp tự động nhé, gửi tự động cho người nông dân nhàn nhã nhé. Đấy, bên kia là su hào các bạn. Tạm đi qua nên em quay cho các bác xem một đoạn ngắn đây. Đây, từng uống nhá. Sau mùa này là mùa qua Tết rồi. Sau này là mùa rất là sạch, không bị bệnh tật và không bị sâu nhá. Nhất ý là một cái dùng thuốc, sau này lau sạch đó. Bên này là súp lơ, quên em đúng em nói là bên nhìn xa em lại tưởng là ấy là súp lơ nhé. Các bạn xem mới được lấy xong nhá, còn cải là súp lơ nhá. Em đi từ xa nên là cứ đi vào để quay cứ tưởng là su hào nhưng không phải. Kia nông dân đang làm kia. Xanh. Quay hết mấy vườn cho các bác xem nhé. Rồi đây là cuối hết rồi. Bên này là có một cái dàn gọi là rau như kiểu gọi dàn thiên lý, toàn là rau mơ thịt chó rất là ngon các bạn nhé. Dân đang làm để xuống nơi như các bác nha. Rồi em làm clip ngắn tới đây thôi nhá. Em hẹn gặp lại các bác ở clip sau. Chào các bác nhá.